Tập 16. Em làm anh giật mình. Bảo Bảo đáng yêu, có yêu em không? Đáng yêu, yêu em. Được rồi, lên xe đi. Em đã sắp xếp hết rồi, cũng đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Chúng ta hãy đến công viên trung tâm trước. Trong ngõ phía sau có rất nhiều cửa hàng, đánh giá 5 sao. Có thể ăn dạo con đường đó. Thế nào, rất giỏi phải không? Sao hôm nay tâm trạng em tốt vậy? Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ rất vui. Lâm Lâm, anh cũng như vậy chứ? Tất nhiên rồi. Cay quá. Vậy anh cũng đút cho em một miếng đi. Được thôi. Ăn no chưa? Ăn từ từ thôi. Không ai tranh với em đâu. Em đi nhà vệ sinh một lát. Nhanh vậy sao? Ai vậy? Lão Hoàng. Anh ấy tìm anh làm gì? Cậu ta tìm anh làm gì được chứ? Tìm anh đi chơi. Cậu ta thay bạn gái như thay áo. Đâu phải em không biết. Gọi đồ trắng miệng nha. Phục vụ. Thôi về đi. Sao vậy chứ? Em như thế là sao? Em thấy hơi khó chịu. Em khó chịu ở đâu? Ăn đến mức thấy dạ dày khó chịu. Vậy sao em không nói sớm? Em không sao chứ? Đi, anh đưa em về nhà. Không cần. Anh sẽ phải đi đường vòng, không tiện đâu. Em tự đón xe buýt về, có chuyến đi thẳng. Người yêu tốt nhất và người bạn tốt nhất. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi khác. Xin hãy gọi lại sau. Lâm Lâm. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi khác. Xin hãy gọi lại sau. Chú, sao hôm đó chú lại khóc? Tôi không khóc. Tôi đã nhớ tất cả những chuyện cũ rồi. Hãy nói cho tôi biết đi. Tại sao lại hại chết cô gái tôi? Tại sao? Hãy nói cho tôi biết. Cô gái tôi đã chết như thế nào? Hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.
Alo, Mark, là em đây. Lần trước anh đã điều tra ông chú đó sống ở gõ đối diện con phố phía sau phải không? Anh không biết. Ông ấy có người thân không? Em coi anh là thám tử tư thật sao? Em cần anh nghe ngóng giúp em một chút không? Alo, Ghê Cần. Trần Thần Thần, rốt cuộc em bị điên khùng gì vậy? Gần đây trúng tà có phải không? Em làm sao chứ? Rốt cuộc tên bạn trai khốn kiếp của em đã nói với em những gì? Có phải đã đánh não của em rồi không? Chị là thứ gì? Dựa vào cái gì mà nói anh ấy như vậy? Từ đầu đến cuối đều là một mình anh ta tự xứng. Chị xin em hãy làm rõ sự việc rồi hãy đối diện. Chẳng phải chị dụ dỗ anh ấy trước sao? Chị dụ dỗ anh ta sao? Anh ta đã nói gì với em? Chuyện này cần phải nói ra nữa sao? Chẳng phải chị thấy đàn ông là muốn quyến rũ sao? Thật nực cười. Nếu như chị muốn quyến rũ anh ta, còn phải đợi đến bây giờ sao? Đúng vậy, ai cũng đều thích chị. Đúng thế, đúng là nhiều hơn những người thích em. Được rồi, là người một nhà mà. Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Hai người, một người ngu, một người đê tiện, đúng là một cặp trời sinh. Ghê Cần, chị đừng động vào Cao Lâm, tôi sẽ giết chị. Động vào anh ta, chị còn sợ bẩn tay của chị đó. Buông ra, đau chết được, buông ra đi. Xin lỗi mà. Tiểu Thuần, chị có salad đây, hay là em đến đây ăn cùng đi, nhanh lên. Dạ. Mới sáng ngày ra ăn salad làm gì chứ, ăn bánh mì đi. Bánh mì có chuyện ngon đâu, lượng calorie lại nhiều. Ăn có chút đồ ăn mà còn phải suy nghĩ, sống như vậy có mệt không? Cần gì phải tính đâu, đây là kiến thức thông thường thôi. Có ai đó cả ngày bận rộn kiếm bộn tiền, dạo phố mua sắm, sống vậy rất thoải mái. Ăn giàu mập, mập thì giảm cân. Anh yêu à, cho em chút tiền tiêu đi. Thì làm sao, chị thích như vậy? Em đâu có hỏi gì, chị nói chuyện với em rồi sao? Vì vậy rốt cuộc em có ăn hay không? Rốt cuộc em ăn thứ gì? Chị Y Đồng, chị đi đâu vậy? Chị đi tập, đợi em một lát, em cũng đi. Gần đây lưng em đau quá, cũng đến lúc phải vận động chút rồi. Chị đợi em một lát, em thay đồ xong sẽ ra ngay. Em thấy hai người thật đủ rồi đó. Coi người ta là cái thùng để trút giận sao? Nhất định phải ăn cùng nhau. Em thật sự không hiểu tại sao chị Thần Thần lại yêu một người như vậy. Rõ ràng chị ấy rất xinh đẹp, tính cách lại vui vẻ, lại rất biết cách nũng điệu. Chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn. Em có biết Thần Thần có một người chị gái không? Chị Thần Thần có cả chị gái. Hình như chị gái cậu ấy đang du học ở Anh, còn là một học sinh ưu tú. Hình như thành tích vô cùng xuất sắc. Nếu năm nay tốt nghiệp tiến sĩ thuận lợi, chắc sẽ là tiến sĩ trẻ tuổi nhất của toàn viện. Vậy chị ấy bao nhiêu tuổi? Hình như lớn hơn Thần Thần 3 tuổi. Chị lớn hơn có 3 tuổi thôi sao? Chị nghe nói còn rất xinh đẹp nữa. Hơn nữa dáng người còn cao, thành tích lại tốt. Như vậy so sánh ra, trước đây Trần Thần Thần chắc sống cũng không được thoải mái.
Trong mắt người thân, trong nhà chỉ có người chị ưu tú. Vì vậy thần thần có cố gắng đến mấy cũng không có tác dụng gì. Em nghĩ xem, cậu ấy sống trong môi trường như vậy, sao có thể tự tin được chứ? Đúng. Chính vì thiếu tự tin nên cho dù gặp phải gã đàn ông xấu xa cũng không có cách nào buông tay được, vì vậy mới trở nên như bây giờ. Chị thần thần thật sự không dễ dàng gì. Em vẫn luôn tưởng chị ấy lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc. Bây giờ có phải em cảm thấy thần thần trở thành như vậy nên chuyện gì cũng phải có lý do? Không phải. Vậy tại sao trước đây chị thần thần lại nói chị ấy là con gái một trong nhà? Đó không phải là điều quan trọng. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình, đều có nguyên nhân không thể không làm một chuyện gì đó. Khi chúng ta chưa hiểu về hoàn cảnh của người khác, không thể bình luận lung tung về một người, biết không? Không chỉ là thần thần, đến chị Thịnh Đam, chị Nghê cũng đều như vậy. Chắc chắn em cũng sẽ có nguyên nhân để không thể không làm một chuyện gì đó chứ. Vì vậy sau này, chuyện của người khác chúng ta không nên bình luận tùy tiện. Không khí thật hiếm thấy. Hôm nay chị rất rồi. Không giống lúc bình thường lắm. Có phải chị lúc bình thường đều rất vui vẻ hoạt bát, hôm nay trở nên xinh đẹp một cách trí tuệ, có phải không? Không có cách nào khác. Chị đồng của em chính là một người có nội hàm như vậy. Không chỉ có hiểu về giới tính mà còn biết về giới tính. Đến rồi sao? Bưu thiếp của tháng này bà đã dặn đủ cho cháu đấy. Cảm ơn bà. Chưa bao giờ từng trả lời, còn gửi cho làm gì nữa. Ghi chép vòng 1 cuộc phỏng vấn tuyển dụng của tập đoàn Phong Hội năm 2017. Em trai, em có biết làm việc ở nơi như thế này một tháng lương được bao nhiêu không? Ít nhất cũng phải vài nghìn. Chỉ ít cũng một hai vạn. Thật sao hả anh? Trương Thịnh Đam, tôi đã nghĩ cho cô cả rồi. Nếu mỗi tháng tính theo một vạn đồng thì ba tháng có thể trả được hết nợ rồi. Em có phải đồ ngốc không? Lấy hết lương ra trả nợ. Cô ấy uống nước lã hết khí trời để sống sao? Anh thấy em đã thay đổi rồi, không có chút đồng cảm nào cả. Tiền sinh hoạt phí sẽ vẫn để lại cho cô một chút. Nếu một tháng để lại 4.000 đồng vậy thì vẫn có thể trả nợ 6.000. Như vậy tính cả tiền lãi thì 6 tháng cô có thể trả hết nợ. Anh tính toán thật giỏi. Cô không quan tâm sống chết của mẹ cô nữa sao? Bây giờ cô ký hợp đồng với tôi, chúng ta vẫn có một việc đôi bên có lợi. Mẹ cô không chịu trả tiền, nếu như cô cũng không muốn giúp nữa, chúng tôi chỉ còn cách không khách khí nữa.
Như vậy mới ngoan chứ. Hãy nghĩ thiệt đi, dù sao cũng chỉ là việc làm thêm. Hãy tìm một chỗ khác, chắc không khó đâu. Em không thể từ bỏ. Nếu em không thể tiếp tục chịu đựng ở đây, thì em đi đến đâu cũng sẽ không chịu đựng được. Hơn nữa nơi này đối với em có ý nghĩa rất đặc biệt. Ý nghĩa rất đặc biệt. Phải. Vì vậy em không thể từ bỏ. Cho dù thế nào em cũng đều muốn ở lại nơi này sao? Không cần biết sẽ phải trả giá như thế nào sao? Đúng. Vậy thì tùy em. Tôi nói đơn giản một chút. Tối hôm nay có mấy vị khách VIP vô cùng quan trọng sẽ tới đây. Vậy cho nên chúng ta phải chuẩn bị thực phẩm sẵn sàng thật tốt. Hai phần thịt bò sa qua, hai phần thịt bò cao cấp. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ, bắt đầu. Mấy chuyện như bò bít tết, cao gián, đừng tái phạm. Cậu đã theo dõi tôi nhiều ngày rồi phải không? Hộp thuốc là cô ta bảo cậu mang đến. Ông biết là ai? Tất nhiên tôi biết. Cô ấy rất mâu thuẫn, cũng rất đau lòng. Hơn nữa nỗi đau của cô ấy chưa chắc đã nhỏ hơn của ông. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hôm tai nạn tàu đó. Hãy cho cô ấy một chút thời gian đi, có được không? Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Em vào đi. Em dưỡng tóc sao? Không có. Cảm giác hôm nay em có gì đó khác khác. Hôm nay vô cùng gợi cảm. Anh thích. Đừng ba. Em đã nói đừng bà, anh không nghe thấy sao? Em bị thần kinh gì vậy? Dạo này em bị trúng tà sao? Có gì cứ nói thẳng ra. Suốt ngày để người khác mới nhìn thái độ của em sao? Anh từng để ý đến thái độ của em không? Anh từng quan tâm đến suy nghĩ của em không? Thank you.
Người đẹp ngồi một mình sao? Nếu không thì thế nào? Vậy thì anh đây uống cho em một ly. Người đẹp, em thật xinh đẹp. Chúng ta cùng uống một ly nào. Nào, thật là xinh đẹp. Giỏi quá. Sao dạo gần đây anh không liên lạc gì với em? Chẳng phải anh còn bận kiếm tiền sao? Tấm thẻ lần trước em cho anh đã quẹt hết rồi. Tốc độ tiêu tiền của anh sao mà nhanh hơn cả uống rượu vậy? Đâu có, đó chẳng phải gì mua quà cho em hay sao? Uống rượu, rót đầy nhé. Uống rượu, đúng, hãy uống một ngụm nào. Hãy uống nhiều một chút. Bảo bối, hình như anh nhìn thấy một người quen, anh qua đó chào hỏi một chút. Đúng. Tránh ra. Nhưng mà cậu là ai? Tôi là bạn của cô ấy. Em có quen hắn ta không? Không quen. Em không phải là bạn cùng nhà với Nghe Cần sao? Trước đây gặp mặt rồi. Tiểu tử, cậu không nhìn ra sao? Cô ấy nói không quen cậu. Bớt nói chuyện bao đồng đi. Cút. Có nghe thấy không? Em thật sự không quen anh sao? Đi ra. Nào, chúng ta uống tiếp. Sao vậy? Không sao, giận chồng người thôi. Đúng. Phải uống hết đó. Em yêu à, anh phải gọi một cuộc điện thoại. Ở đây đợi anh một lát. Không được. Quang Đào có được không? Anh có việc gấp thật mà. Anh sẽ quay lại với em. Alo, Nghe Cần, là anh đây. Anh gặp bạn cùng già với em. Bạn cùng già. Bạn nào? Chính là người lần trước mở cửa xe của anh. Rất xinh đẹp. Trần Thần Thần, cô ấy làm sao? Anh đang ở quán bar mà chúng ta vẫn hay đi. Hình như cô ấy uống quá nhiều rồi. Hơn nữa còn ngồi cùng mấy người đàn ông nữa. Anh sợ xảy ra chuyện, hay là em qua đây đi? Được, em biết rồi. Cô ấy không phải trẻ vị thành niên nữa. Hơn nữa, em cũng không phải mẹ cô ấy. Cứ như vậy đi. Em muốn đi ngủ rồi. Người đẹp à, anh hơi mệt rồi. Hay là chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ ngơi một lát? Được thôi, đi thôi. Anh là ai vậy? Cô là ai? Đi về nhà với chị. Cút. Có liên quan gì đến chị chứ? Có gì về nhà rồi nói. Em không về. Em thích ở đây chơi. Ở đây uống rượu. Em gốc vậy? Em tưởng rượu này được uống miễn phí sao? Em hiểu. Em hiểu rõ. Em cũng không ngốc. Nghe thấy chưa hả? Cô ấy nói cô ấy hiểu. Em gái trông cũng khá ngon đấy. Hay là đi cùng luôn? Làm gì vậy? Đi về với chị. Đi. Làm gì vậy? Thả em ra. Đau quá. Em cố tình phải không? Dịch gì bà Dinh? Thật mất mặt quá. Em còn biết mất mặt sao? Đốt xong rồi, đừng giỡn nữa. Thank you.
Vừa rồi trong rượu của mấy tên đó chắc chắn đã bỏ thứ gì đó. Em còn ở đó mà bắt lừa bọn họ. Không sao đâu. Thật muốn trải qua tình một đêm với hắn sao? Em muốn trở nên giống như chị. Người đàn ông em thích lại thích chị. Em chỉ muốn trở nên giống chị. Được rồi, so với chị thì em vẫn còn là một bông sen trắng thôi. Em ghét chị. Chị cũng ghét em. Chị là một người xấu xa. Được, đừng khóc nữa. Chị là một cô gái xấu xa. Nếu như vậy mà tốt thật thì em ghét chị thật là được rồi. Em cũng không cần phải bi thảm như vậy. Người đàn ông em thích lâu như vậy rồi lại khốn nạn đến mức đó. Em là một cô gái đáng yêu dịu dàng. Em nói xem chị nên làm thế nào với em. Đừng khóc nữa. Đúng, em đúng là quá ngốc. Em còn tự mình biết vậy nữa sao? Ngốc đến mức hết thuốc chữa. Không sao, đi cấp cứu chắc vẫn còn kịp. Đừng khóc nữa. Học trưởng, đây là sổ tay ghi chép và đánh dấu những điểm thi của những môn bắt buộc mà em làm cho anh. Môn bắt buộc nào? Mấy môn mà anh thi không qua đó. Không thi rớt thì sẽ được hôn. Không cần thi thì thôi. Anh cần mà. Anh không cần, em không cho anh nữa. Đưa cho anh. Thứ mà em cho anh, sao anh có thể không cần chứ? Học trưởng Dương Vũ, mau bỏ bàn tay quấy rối dơ bẩn xuống. Học trưởng Dương Vũ, anh thật quá đáng. Hành vi hiện tại của anh là quấy rối tình dục. Không thích thì nói thẳng với người ta. Chính vì có những người như mấy người dùng tình cảm mập mờ để làm cái cớ, thái độ luôn luôn phân vân không rõ ràng. Con gái mới là những người chịu tổn thương. Em đủ rồi đó. Hai chúng tôi đang hẹn hò. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Em lại nói xin lỗi. Em có lỗi gì? Em cũng không biết tại sao lại. Em không biết tại sao mà em lại xin lỗi. Lâm Tiểu Thuần, em có coi anh là bạn trai của em không? Ngày mai em hãy đi nói với tất cả mọi người. Hãy nói với mọi người là chúng ta đang hẹn hò. Sao vậy? Em cảm thấy anh không xứng đáng với em. Không phải. Vậy thì tại sao? Em vẫn chưa tỉnh táo lại được. Học trưởng nói thích em. Thật sự giống như đang nằm mơ. Em đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Muốn ra khoe khoang với người khác, nhưng lại sợ tỉnh lại sau giấc mộng đẹp. Thích một người như vậy lại là lần đầu tiên. Cảm giác rất vui, nhưng lại rất lo lắng, bất an. Bản thân em cũng không biết nên làm thế nào. Có phải em rất kỳ lạ không? Anh đừng giận mà. Em ấy à, có phải anh đã không thích em nữa rồi không? Em ngốc quá. Hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ, bởi vì mình và Lâm Lâm cùng giao đến một quán ăn mới, uống một loại đồ uống rất ngon. Có ngon không? Cũng được, uống ngon lắm.
Bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn. Lâm Lâm yêu em nhất. Một người như anh đâu có gì tốt. Sao em lại thích anh như vậy? Lâm Lâm, sao anh lại tốt với em như vậy? Anh sợ có ngày nào đó lại không tốt với em nữa. Xuống xe. Hãy xuống xe cho anh. Nói, em nói chia tay với anh phải không? Hôm nay anh lại đến muộn rồi. Giờ đúng lần thứ 200. Chẳng phải vì em đột nhiên gọi anh ra hay sao? Sao nào, có chuyện gì nói đi. Trần Thần Thần, gần đây em khiến anh thấy rất bực mình. Chúng ta hãy chia tay đi. Em nói gì? Chúng ta hãy chia tay đi. Em đùa kiểu gì vậy? Em đang nói nghiêm túc. Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Chúc anh hạnh phúc. Thật không dễ dàng gì dùng hết sức lực đi đến đây. Những nghi ngờ gặp phải trên suốt dọc đường, những lời nói khinh thường quanh quẩn trong đêm tối. Dùng hết sức lực cố gắng vượt qua đỉnh núi. Phong cảnh suốt hành trình khát vọng. Dâng ánh trăng thắp lên ngọn nến. Mình nói với bản thân, bạn sẽ ổn thôi, bạn sẽ tốt thôi. Cho dù trời còn chưa sáng, hãy hứa với mình sẽ luôn lấy hết dũng khí. Bà ơi, bà đang tìm gì vậy? Bà đang đợi con mèo của bà quay về. Mèo, không sao đâu. Nếu quay về thì thế nào cũng sẽ quay về. Cho dù là mèo hay người yêu, chuyện đợi chờ cũng là một niềm vui. Nhưng mà cũng có những sự đợi chờ khiến cho cháu chán nản, khiến cháu đau khổ. Sự đợi chờ như vậy phải nhanh chóng dứt bỏ mới được. Mặc kệ vết thương nhiều thế nào, mệt mỏi thế nào, có quá nhiều điều chưa hết đang chờ đón mình. Buồn cười lắm, có đẹp không? Cậu về rồi sao? Về rồi. Bốn mùa thay đổi quyền ảo, sương mù tan biến, trở nên không bình thường. Em và Cao Lâm chia tay rồi. Bạn sẽ ổn thôi, bạn sẽ tốt thôi. Cho dù trời còn chưa sáng, em có giỏi không? Em làm được rồi. Bạn sẽ ổn thôi, bạn sẽ tốt thôi.
Đúng, cậu giỏi lắm. Đợi đến sau này kỹ lại, tất cả đều là hồi ức những nụ cười trong nước mắt. Đừng buồn nữa, rồi sẽ ổn thôi. Coi đó là đôi cánh bạn đến nơi của riêng mình, đắm mình trong ánh nắng. Thế giới dịu dàng này có gì dài hơn giấc mộng? Khi đau đớn đến cực điểm, khi khóc lên thật to, nếu có một người có thể ở bên cạnh thật tốt, anh ấy chỉ cần yên lặng nghe tiếng mình khóc, sau đó nói với mình, không sao đâu. Nói với mình, đó không phải là lỗi của mình. Sau đó nhẹ dàng ôm lấy mình, như vậy là đủ. Ngân hàng thương mại, thẻ tín dụng của quý khách 2605. Thật sự muốn hét to lên với số phận. Đủ lắm rồi, dừng lại đi. Rốt cuộc muốn ép tôi đến mức nào mới chịu buông tha cho tôi? Hãy quan tâm đến tôi một lần đi. Một lần thôi. Tin nhắn buổi phỏng vấn tuyển dụng của tập đoàn Phong Hội. Có lúc số mệnh sẽ nghe được lời thỉnh cầu của mình, sau đó lại ban cho mình một hy vọng khác. Lúc đó phải nắm chặt lấy nó, nắm thật chặt. Mắt, bạn có quan hệ như thế nào với Nghê Cần? Cái gì? Bạn có quan hệ như thế nào với Nghê Cần? Coi như bạn bè cùng hiểu về lập trường của nhau. Tình cảm của bạn đối với Nghê Cần hình như rất phức tạp. Không có gì phức tạp cả. Chỉ là bạn bè thôi sao? Tất nhiên rồi, chỉ là bạn bè. Bạn bè tốt. Bạn bè rất tốt. Trần Thần Thần đâu? Anh đang phỏng vấn. Xin lỗi nhé, nhanh lên đi.